vì sao việc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là câu chuyện xa vời và khó thành hiện thực. Sau khi chính thức trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã đưa ra tuyên bố Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ đưa đất nước tới một tương lai tốt đẹp hơn. Việt Nam cần phải có một nhân vật có động cơ cải cách để có thể rũ bỏ tất cả những tàn dư xấu xa và nguy hiểm do Tổng Trọng để lại. Trên thực tế đã có một số không nhỏ bắt đầu tin rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhân vật cải cách. Vì sao lại nói như vậy? Chăm nghe không bằng một thấy. Có câu thành ngữ mà nhiều người được biết đó là hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh là người thế nào. Việc ngay sau khi trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã kéo theo cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng liên tiếp xuất hiện trong một số sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có lẽ nhằm mục đích chứng tỏ với dư luận rằng ông sẽ là một nhà cải cách. Gần đây, ông Nguyễn Đình Bin, một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, đã gửi thư cho ông Tô Lâm với một tâm thư với lời kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Theo đài BBC tiếng Việt, đây cũng là nguyện vọng của nhiều người dân có quan tâm chăn trở đến hiện tình đất nước. Ông Nguyễn Đình Bin kêu gọi rằng mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín muồi để Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện cải cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử vận nước cũng như vận đảng đang đến, phải quyết tâm nắm lấy, không được bỏ lỡ. Đài BBC đã có hỏi, cờ trong tay ông Tô Lâm liệu có một đổi mới thứ hai hay không? Trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài Quốc ca Việt Nam, người được giới nhân sĩ trí thức trọng vọng. Tuy nhiên, cố nhạc sĩ Văn Cao từng là một nạn nhân, từng lên bờ xuống ruộng với chiến dịch chống nhân văn giai phẩm. Đây cũng là một điểm đáng lưu ý. Việc ông Tô Lâm đến thăm một nghệ sĩ từng có vấn đề được công luận đánh giá cao, song ít người biết rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang sử dụng cái gọi là chủ nghĩa dân túy để lấy lòng dân chúng về công luận. Nếu Việt Nam tiến hành các cải cách, nhất là cải cách chính trị, thì chắc chắn Trung Quốc không muốn. Với lý do đó, Bắc Kinh không bao giờ muốn Việt Nam ổn định và phát triển, vì họ lo rằng Việt Nam sẽ rời xa Trung Quốc để đi theo phương Tây. Trong bối cảnh nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đã và đang chia rẽ sâu sắc, thế lực chính trị trước đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lực lượng lãnh đạo quân đội vẫn đang chiếm một số đông áp đảo. Họ sẽ lấy lý do kiên định với chủ nghĩa xã hội và nhân danh Đảng để chống lại chủ trương cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Lãnh đạo ban Đảng cũng như lãnh đạo quân đội trong thời gian gần đây đã cương quyết chống mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Mỹ. Câu chuyện lùm xùm với Đại học Fulbright là một trong những bằng chứng thực hiện vào điều đó. Trong khi sự trỗi dậy của phe quân đội đã buộc ông Tô Lâm phải chấp nhận lùi bước, đồng thời quan điểm chính thống của phe quân đội vẫn khẳng định rằng trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam thuộc về quân đội chứ không phải công an. Trong khi có nhiều ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân thân Trung Quốc trong đảng nhằm đảo ngược tình thế và hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, chuyện Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiến hành cải cách là toàn diện sâu rộng tại Việt Nam chỉ là một câu chuyện xa vời và ít có khả năng trở thành hiện thực. Phải chăng việc kiểm soát tư tưởng trong chế độ công an trị tại Việt Nam còn tệ hơn cả ở Trung Quốc? Trong những ngày gần đây, cả công máy chính trị Việt Nam đang phát cuồng vì câu chuyện nam sinh viên vô địch tháng 1 năm 2023 tại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh vừa bị công an tỉnh Yên Bái triệu tập vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản, coi Đảng là thế lực xấu, chỉ biết lừa gạt dân. Không chỉ nhiều cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội công kích, chỉ trích nặng nề nam sinh này, mà cả hệ thống chính quyền của tỉnh Yên Bái đã khẩn trương đưa công an vào cuộc để mà răn đe, chấn áp nam sinh. Câu chuyện vừa kể trên đã làm cho mạng xã hội nổi sóng trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc khi một nam sinh chưa đủ 18 tuổi dám nói lên suy nghĩ của ước mơ của mình cũng bị ném đá, bị tấn công không thương tiếc. Và không hiểu vì lý do gì, cả hệ thống truyền thông số đồ sộ của nhà nước đã đồng loạt cáo buộc và coi đó là sự vô ơn của nam sinh này với Đảng. Nhiều ý kiến ngạc nhiên tại sao các tổ chức truyền thông và cá nhân có tên tuổi lại không phân biệt được sự khác biệt giữa đất nước, dân tộc với đảng chính trị độc tôn. Đây là hệ quả của một nền giáo dục nhồi sọ trong một thời gian rất dài. Tại sao việc biểu đạt quan điểm của mỗi cá nhân là quyền con người lại bị cáo buộc là vô ơn với Đảng, một tổ chức chính trị? Nam sinh Chu Quang Vinh lớn lên và trưởng thành là nhờ ơn cha mẹ nuôi dạy, chứ tại sao phải mang ơn Đảng hay chính phủ, cũng như bộ máy của nhà nước đang ăn lương chính là tiền thuế của người dân đóng cho họ.
chính quyền tỉnh Yên Bái đã quên rằng bộ máy đảng và nhà nước, chính quyền đều tồn tại bằng những kinh phí và đóng góp của người dân cả nước. Bản thân ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói rằng nếu chính phủ làm không tốt để phụng sự nhân dân thì người dân có quyền đuổi chính phủ. Vậy tại sao những kẻ trong bộ máy chính quyền lại có thái độ vô ơn với người đóng thuế nuôi mình như vậy? Hơn cả hệ thống chính trị độc đoán nhất thế giới như Trung Quốc, Việt Nam một quốc gia với thể chế công an trị. Ở đó người ta còn mong muốn kiểm soát cả tư tưởng và suy nghĩ của người dân. Nhà văn đại tá công an Thái Kế Toại, cựu trưởng phòng an ninh văn hóa cục A25 của Bộ Công an, nay đã nghỉ hưu, đã đưa ra bình luận này. Đại tá Toại liên hệ với công chuyện như Thu Cúc đi kiện ở Trung Quốc để so sánh với sự trưởng thành của ý thức pháp luật về quyền sống, quyền được bảo vệ của một phụ nữ, thân phận nhỏ bé trong xã hội Trung Quốc để so sánh với sự hủ bại ở xã hội Việt Nam hiện nay. Theo giới phân tích, nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh chỉ là thực hiện một trong những quyền tự do được nói ra những gì mình suy nghĩ. Và xã hội chỉ phát triển đúng hướng khi những quyền cơ bản này được ghi nhận và tôn trọng. Những điều này được Hiến pháp Việt Nam thừa nhận và hiến định. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn mập mờ, đánh đồng các khái niệm quốc gia, dân tộc với đảng của họ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga đã đưa ra nhận định với đài FA tiếng Việt như sau. Tôi nghĩ đó là một cách nói của họ. Họ luôn nói như thế thì phải hiểu rằng đảng của họ là trên hết. Cái sự đánh đồng đấy là cái mẹo mà không chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà hầu như các chính trị gia kiểu nào họ cũng đánh đồng như vậy cả. Công luận cho rằng chỉ khi nào đảng chấp nhận cạnh tranh chính trị với các tổ chức khác để người tốt hơn để lãnh đạo đất nước thì khi đó mới có một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lúc đó giới lãnh đạo mới toàn tâm, toàn ý phụng sự đất nước, quốc gia và dân tộc. Vì sao quân đội sẽ không để Tổng Bí thư Tô Lâm trụ vững tại Đại hội Đảng lần thứ 14? Những lùm xùm quanh câu chuyện cáo buộc Đại học Fulbright đang chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu là câu chuyện không hề đơn giản. Đây không chỉ là sự phản ứng bình thường của lực lượng dư luận viên, vốn là đã lâu nay vẫn hay làm như vậy. Giới phân tích đánh giá, sự ra đi bất ngờ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong vòng 73 ngày tính từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước không mấy quyền lực, ông Tô Lâm đã dễ dàng đoạt được chiếc ghế Tổng Bí thư cho thời gian còn lại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Hiện nay, ông Tô Lâm đang hướng tới chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14 với vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Ông ôm tham vọng sẽ kiểm soát toàn bộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như Quốc hội trong lòng bàn tay. Trước khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thực hiện kế hoạch đảo chính không tiếng súng thành công, theo giới quan sát quốc tế, ông ở vị trí tín nhiệm trong Đảng rất thấp. Thậm chí, ông bị số đông lãnh đạo cấp cao đánh giá là không đủ tư cách, đạo đức và phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đường tiến tới giành lấy quyền lực cao nhất, ông Tô Lâm đã thẳng tay loại bỏ những vị trí lãnh đạo cấp cao, kể cả thành viên nhóm tứ trụ. Đó là những ứng viên sáng giá cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 và cả những người thân cận với ông Trọng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật rất thân với Bắc Kinh và được ông Tập Cảnh Bình hết lòng ủng hộ, ông Trọng được mệnh danh là Thái Thú của Trung Quốc, ngồi tại Việt Nam. Vậy mà, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chẳng thèm vuốt mặt nể mũi, đã tiễn luôn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 cho ghế Tổng Bí thư, được Tổng Trọng lựa chọn về quê làm người tử tế chỉ sau chưa đầy 2 tuần, khi ông Huệ yết kiến họ Tập vào tháng 4 năm 2024. Theo một số ý kiến, đây được cho là lý do khiến Trung Nam Hải giật dây cho đám tay chân của ông Trọng, còn rất đông trong đảng tìm cách quật ngã Tổng Bí thư Tô Lâm. Thái độ của ông Tập Cận Bình khi đón tiếp ông Tô Lâm trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua đã cho thấy ông Tô Lâm rất có thể phải đối mặt với những tai họa không nhỏ. Mới nhất liên quan đến sự kiện Đại học Fulbright, truyền thông quốc tế đưa ra khẳng định đây là việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của đảng, thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng. Theo một số nhận định, việc kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang có một sự phóng sự với nhan đề không để cách mạng màu đổi màu giáo dục được cho là đã phản ánh quan điểm chính thức của giới lãnh đạo quân đội Việt Nam. Việc gỡ video vừa kể trên được cho là phép thử cũng như thăm dò phản ứng dư luận của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến quan điểm đối ngoại với ông Tổng Bí thư. Việc thăm dò này có thể giúp phe cánh quân đội khẳng định quan điểm trung tâm quyền lực phải thuộc về quân đội, chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng như hiện nay.
việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội là một bằng chứng về sự bất phục của phe quân đội, không thể chối bỏ. Không phải vô cớ mà có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm sẽ làm Tổng Bí thư trong thời gian 16 tháng còn lại của khóa 13 là điều chắc chắn. Nhưng có làm được Tổng Bí thư tại Đại hội 14 hay không lại là điều chưa chắc chắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao quân đội sẽ không để Tổng Bí thư Tô Lâm trụ vững tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.